Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Minh An xin được thay mặt cho Asap Farm giới thiệu đến các bạn một sản phẩm vô cùng đặc biệt luôn nha. Sản phẩm này thì sẽ giúp cho các bạn có thể là thanh lọc cho cơ thể của mình nè. Thì ngoài ra là mình còn có thể dùng để mà chúng ta cân bằng khí huyết cũng như là chúng ta giải cảm mạo. Và ngoài ra nếu như chúng ta có bị côn trùng đốt thì chúng ta có thể dùng để mà chúng ta bôi trực tiếp luôn để mà giải cái nọc độc từ côn trùng hay là rắn rết. Và ngoài ra nếu như các bạn gặp vấn đề về tiêu hóa hay có vấn đề về da thì có thể sử dụng sản phẩm này để mà chúng ta uống trực tiếp hoặc là chúng ta bôi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đó là sản phẩm chị đây thì mình đang xin được giới thiệu đến các bạn, đó là sản phẩm tinh dầu quế. Quế là một hương liệu được sử dụng rất là thân thuộc đối với người Việt Nam của chúng ta đúng không? Và quế ngoài việc chúng ta chế biến trong các món ăn thì ngoài ra quế còn được chiết xuất để mà làm tinh dầu áp dụng trong trị liệu. Và cụ thể tinh dầu quế có những tác dụng như thế nào thì Minh An xin mời các bạn cùng theo dõi sau đây nha. Bản làng Trường Chay, Bộ Công Anh, Hòa Lạc nguyện cho tất cả mọi người đủ duyên được sử dụng tinh dầu quế này đều được bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, thân tâm thường an lạc. Hướng dẫn sử dụng tinh dầu quế nguyên chất. Tinh dầu quế nguyên chất có tác dụng diệt khuẩn, làm ấm, nóng, giảm đau, kích thích huyệt vị, chống nôn, giải độc cơ thể, được xem là một vị thuốc quý trong đông y. Đặc biệt, tính dương cao là ác âm khí, giảm uế trược, hiệu quả trừ khí độc cao. Mỗi gia đình nên có một lọ trong nhà để dễ dàng xử lý các vấn đề sức khỏe cho các thành viên trong mọi trường hợp, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Và xin được hướng dẫn sử dụng đến tất cả quý khách hàng như sau. Thì chúng ta sẽ nhỏ một giọt tinh dầu quế vào lòng bàn tay, rồi xoa ấm tay, sau đó áp vào vùng cần massage hay là cái vùng mà chúng ta bị đau, bị tắc. Lưu ý là tuyệt đối không nhỏ trực tiếp vào bề mặt da, vì đây là tinh dầu nguyên chất, đậm đặc, có tính nóng cao. Nếu vô ý để trực tiếp lên da sẽ gây đỏ, nóng rát bề mặt nhưng không hề bị bỏng. Chỉ cần 2 đến 3 phút là lượng tinh dầu thẩm thấu hết qua lỗ chân lông vào và làm ấm sâu bên trong tế bào, trả lại bề mặt da hoàn toàn bình thường. Và tinh dầu quế có những tác dụng trị liệu như sau. Tác dụng đầu tiên đó là giảm đau đầu. Khi các bạn xử lý về vấn đề đau đầu thì các bạn sẽ nhỏ 2 giọt tinh dầu quế vào lòng bàn tay, xoa tan ấm rồi áp vào, xoa bóp để vùng cổ và họng một vài lần trong ngày là sẽ giúp để chúng ta giảm đau đầu ha. Chúng ta có thể là xoa bóp ở vùng cổ, vùng họng và chúng ta ở cái vùng thái dương nữa nè các bạn, để chúng ta giảm đau đầu, căng thẳng. Thứ hai nữa là tác dụng chữa cảm cúm và cảm lạnh. Thì với cái cách chữa cho cảm cúm và cảm lạnh thì chúng ta sẽ nhỏ vài giọt tinh dầu quế vào bát nước nóng, rồi áp sát mặt vào miệng bát, cách khoảng 5 cm thôi. Sau đó hít hơi nước nóng bốc lên từ nước, từ 10 cho đến 15 phút chúng ta hít rồi chúng ta thở ra như vậy. Làm thường xuyên thì sẽ rất là có lợi cho sức khỏe, chữa khỏi cảm cúm rất là nhanh bởi vì tinh dầu có tác dụng là diệt khuẩn. Vào mùa đông thì tay chân thường hay bị lạnh, nhất là những người vốn cơ thể thường hay bị lạnh giá thì thường vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng chúng ta sẽ bôi một chút tinh dầu quế vào người, vào lòng bàn tay hay là lòng bàn chân. Xoa lên thì cơ thể cả ngày hôm đấy sẽ ấm lên rất là nhiều. Và thứ ba nữa là chúng ta trị liệu cho vấn đề về đau nhức xương khớp. Những người bị bệnh về xương khớp, nhất là những người già thì thường xuyên bị đau lưng hoặc là nhức mỏi, khớp gối, khớp bàn chân v.v. thì chúng ta thường xuyên bôi tinh dầu quế vào những cái vùng mà bị đau nhất, hiệu quả là sẽ vô cùng bất ngờ luôn nha, quý vị nhớ thử. Cách thứ tư là chúng ta làm ác uế trược. Chúng ta hay nói là chúng ta đi vào những cái nơi mà những cái vùng mà nhiều trược khí hoặc là nhiều cái vùng khí nó hôi, nó khó chịu thì đó là khí trược nhiều nha các bạn. Hoặc những nơi đông người, thành phố lớn là những cái nơi rất là nhiều khí trược thì cái tính dương của tinh dầu quế là nguyên chất cực kỳ cao. Vì vậy nên là trước và sau khi chúng ta ra ngoài gió lạnh hoặc là đi đám tang hoặc đến những nơi heo hút ẩm thấp, âm khí hay là những nơi mà đông người bụi bặm đó, những nơi đó trược khí nhiều thì chúng ta sẽ nhỏ một giọt dầu quế vào lòng bàn tay. Chúng ta xoa lên và chúng ta bôi lên cổ, về vai gáy và hai cổ tay để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể bị trược khí nhiễm độc tố. Các bạn sẽ xoa như vậy. Thứ năm là chúng ta sẽ xoa vào vết thương khi bị tai nạn hoặc là bị đứt tay chân.
Khi mà bị tai nạn á, thường bị bầm dập hoặc là bị chảy máu á, hoặc bị đứt tay á, thì chúng ta lấy tinh dầu quế bôi trực tiếp vào vết thương sẽ cầm máu ngay tức thì. Tuyệt vời không các bạn? Còn cái chỗ xây xát mà chúng ta sẽ bôi ngày 3 đến 4 lần thì máu bầm đó, nó sẽ tan và không bị thâm tím và không bị đau nhức nha. Rồi thứ sáu nữa là chữa các bệnh về đường tiêu hóa. Chữa đầy bụng, ợ hơi bằng cách là chúng ta bôi tinh dầu quế vào tay rồi xoa vào bụng. Sau đó xoa nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ khoảng 5 đến 10 phút thì sẽ hết đầy bụng. Và thứ bảy là tác dụng giảm stress. Thì chúng ta với giảm stress thì chúng ta sẽ nhỏ vài giọt tinh dầu quế vào bồn nước nóng, ngâm mình trong đó, cơ thể được thải độc và vô cùng sảng khoái, ấm áp. Rồi thứ tám là sẽ chữa ho và lạnh bụng cho trẻ em vào mùa đông. Sau khi tắm cho bé thì chúng ta sẽ xoa một chút tinh dầu quế quanh rốn để tránh bị lạnh khi trẻ bị ho, và xoa một chút vào vùng cổ để dứt hẳn cái cơn ho luôn ha. Không chỉ riêng bé mà người lớn cũng vậy. Thứ chín là trị chứng mất ngủ. Với chứng mất ngủ thì chúng ta sẽ nhỏ 1 đến 2 giọt tinh dầu quế vào khăn tay để cạnh đầu giường hoặc là gối để có giấc ngủ sâu ha. Mình sẽ nhỏ vào khăn tay, còn hoặc là chúng ta có thể nhỏ trực tiếp lên gối nằm của chúng ta luôn cũng được. Và thứ 10 là chống say tàu xe. Trước khi mà lên tàu xe thì chúng ta sẽ thấm một chút tinh dầu quế vào khăn tay hoặc là khẩu trang mà mình đeo đó, rồi mình bịt lên mũi và mình hít nhẹ vào. Mùi dầu quế sẽ giúp đầu óc thư giãn và không có làm bạn bị choáng bởi cái mùi xăng tàu xe, khiến cơ thể chúng ta nôn nao và mệt mỏi. Thứ 11 đó là chúng ta sẽ khử cái mùi phòng. Thì với tinh dầu quế chúng ta sẽ dùng để đốt tinh dầu, nhưng chú ý là pha loãng tinh dầu quế với tỷ lệ là 100ml với 100ml nước với một giọt tinh dầu quế để chúng ta tiết kiệm khi mà chúng ta xông phòng. Hoặc là chúng ta lấy một cái miếng giẻ hoặc là miếng bông xốp nhỏ tinh dầu quế vào rồi treo một góc phòng để làm sạch cái mùi ẩm mốc. Tinh dầu quế có tác dụng là khử mùi trong ô tô rất là tốt ha. Các bạn có thể mua những cái hũ cho hũ tinh dầu treo á, rồi mình nhỏ tinh dầu và quế vào trong cái những cái hũ đó và treo trong xe ô tô. Và chúng cũng như là tinh dầu quế có tác dụng rất là tuyệt vời trong việc mà chữa đau đầu, nhức mỏi vai gáy, đó là thứ 12, tác dụng thứ 12 ha. Khi bị đau đầu thì xoa chút tinh dầu quế vào tay, sau đó là xoa vào vùng gáy và xoa bóp nhẹ nhàng ở vùng thái dương. Rồi ở thứ 13 là chúng ta dùng làm thơm quần áo. Chúng ta sẽ thấm 2 đến 3 giọt tinh dầu quế vào bông gòn, để vào tủ quần áo hoặc là cho vài giọt tinh dầu quế vào lần xả nước cuối cùng. Khi giặt thì sẽ giúp quần áo không bị hôi mà còn phản phất cái mùi hương dầu quế rất là thơm. Tác dụng thứ 14 là giúp thư giãn. Có thể sử dụng riêng tinh dầu quế hoặc có thể là pha cùng với tinh dầu oải hương hoặc là tinh dầu xả chanh, nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp với một số loại khác, thì rất là có ích cho việc chữa trị những chứng căng thẳng hay những chứng bất an, những vấn đề có liên quan đến áp lực tâm lý. Đây hay gọi là liệu pháp hương trị liệu đó các bạn. Rồi, mình chào các bạn quay trở lại với tinh dầu quế nha. Và trong một không gian quái cảnh như thế này thì các bạn liên tưởng đến cái gì ha? Các bạn có thấy giống như là mình đang thiền trà với nhau không? Thì tinh dầu quế ngoài việc là giúp cho chúng ta có thể thanh lọc cơ thể, giúp chúng ta cân bằng âm dương, thì ngoài ra còn có thể là làm trà uống để chúng ta uống, giống như chúng ta đang thưởng trà như vậy, giúp cho đời sống của mình nó thêm phần thi vị trong một cái không gian ánh sáng có nến, rồi có thêm trầm nữa nè. Và Minh An đốt trầm luôn ha, để cho các bạn được thưởng trầm luôn với Minh An trong cái không gian này. Có nghĩa là trong cái đời sống của chúng ta, cái đời sống tinh thần á, thì nó phải được phong phú, đa dạng, thì nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên là ý nghĩa hơn, đẹp hơn. Và chúng ta sẽ không có đi tìm kiếm những cái bên ngoài, những cái mà nó không có mang lại cái lợi ích vững bền. Thì đây là một trong những cái thú vui, lợi ích rất là vững bền, mà nó còn mang lên là một cái nét văn hóa đặc trưng để mà chúng ta có thể nâng cao cái đời sống tinh thần của chính mình. Bởi vì con người chúng ta suy cho cùng thì sau cùng chúng ta cũng đều hướng đến cái đời sống bình an, hạnh phúc và thịnh vượng về mọi mặt, về tinh thần cũng như vật chất, đúng không ạ? Thì bây giờ Minh An xin được chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta pha tinh dầu quế và thưởng cái trà tinh dầu quế nha. Rồi, về phần nước thì Minh An có chuẩn bị ở đây là cái phần nước là âm bằng nước, cân bằng âm dương 70 độ. Có nghĩa là sau khi các bạn nấu nước sôi lên xong, nước sôi bình thường khoảng 100 độ, thì các bạn sẽ lấy giúp Minh An là 2 phần nước sôi và các bạn sẽ lấy 1 phần nước đã nguội, nghĩa là nước lọc để nguội đó, các bạn pha lại thì sẽ thành nước 70 độ. Và các bạn sẽ chế ra ly giúp Minh An nha, là 100ml như vậy, 100ml ra ly. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ mở chai tinh dầu quế. Chúng ta sẽ mở tinh dầu quế nha. Đây, tinh dầu quế nè, chúng ta sẽ vặn nắp. Rồi, chúng ta vặn nắp.
Và chúng ta sẽ nghiêng cho tinh dầu quế để nhỏ 2 giọt vào ly nước 100ml như thế này. Thường cho tinh dầu quế nó sẽ có một cái lỗ. Đây, 1 giọt, 2 giọt. Các bạn chỉ cần nghiêng đúng cái vị trí của cái lỗ của tinh dầu chảy ra là nó sẽ chảy xuống, mà các bạn không cần phải lắc. Tại vì khi các bạn nghiêng chưa đúng cái lỗ của cái miệng cho tinh dầu á, thì các bạn cứ phải lắc. Như vậy nhiều khi nó sẽ ra rất là nhiều, như vậy là nó sẽ bị lố cái thành phần. Chúng ta vừa đủ cân bằng là tốt, cái gì lố quá cũng không hay ha. Rồi bây giờ chúng ta, nếu thật ra tinh dầu quế các bạn biết không, tinh dầu quế rất là ngọt nha. Rồi tinh dầu quế thì rất là ngọt luôn, thì bởi vậy mà muốn mà chúng ta uống như thế này thôi á, để thưởng trà là các bạn chỉ cần dùng muỗng nè, rồi sau đó là chúng ta sẽ khuấy lên, chúng ta khuấy lên như thế này thôi là chúng ta có thể thưởng trà được. Nhưng đối với một số bạn chúng ta thích cái vị ngọt một chút xíu nữa thì chúng ta có thể cho một tí mật ong. Tuy nhiên đối với những người dùng thuần chay thì sẽ không có dùng mật ong nha. Thì các bạn có thể cho một muỗng mật ong như thế này hoặc là hai muỗng, tùy theo khẩu vị của bạn. Cái muỗng này chỉ là muỗng cà phê thôi, các bạn quan sát muỗng cà phê thôi ha. Rồi đối với Minh An thì Minh An không có sử dụng mật ong, cho nên là Minh An sẽ uống trực tiếp như thế này luôn. Như vậy là chúng ta uống cái vị thanh thanh nhẹ nhẹ như trà vậy đó các bạn. Và cái cách chúng ta uống như thế này, ở cái ly nước ấm 70 độ này, đầu tiên các bạn cầm lên giống như cái tay cầm hoa sen này, các bạn cầm này cho Minh An nha. Tại sao lại cầm như vậy? Từ khi chúng ta cầm như vậy nó sẽ kích thích huyệt đạo ở 10 đầu ngón tay của chúng ta để lưu thông khí huyết, đó, làm chúng ta được thư giãn. Và sau đó chúng ta sẽ đưa lên trên mũi và miệng, chúng ta hít một hơi thật sâu. Thật là tuyệt vời, rất là thơm, rất là thanh nhẹ, mình cảm thấy là sảng khoái tinh thần luôn đó các bạn. Hít một hơi thật nữa nha, thư giãn, thả lỏng cho khuôn mặt nè, thả lỏng cho bờ vai khi chúng ta thở ra nè. Chúng ta hít vào với tất cả lòng biết ơn luôn. Rồi, biết ơn bao nhiêu tinh hoa đất trời, biết ơn tất cả những cái người thương đã tạo ra cái sản phẩm tuyệt vời như thế này để cho chúng ta được sử dụng. Và bây giờ thì Minh An xin mời các bạn dùng nha. Chúng ta sẽ nhấp những cái ngụm trà đầu tiên nha. Ngụm trà tinh dầu quế của làng Vạn Hoa. Rất là ngon, rất là thanh nhẹ và có cái vị ngọt nhẹ nhẹ từ tinh dầu quế. Đối với Minh An thì Minh An đã quen ăn thuần chay, cho nên là cái vị ngọt như thế này đối với Minh An là đã là vừa rồi đó các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta đã áp tay vào như thế này, đến khi cái ly nước mà chúng ta uống từng ngụm như vậy nha các bạn. Chúng ta vừa cảm nhận nè, vừa ngắm nến nè, ngắm ngửi trầm nè, và uống trà tinh dầu quế thì cuộc sống còn gì bằng nữa đúng không? Có ai mà muốn được Minh An mời một buổi để mà thưởng trà tinh dầu quế không? Thì nhớ liên hệ với An Shop Farm nha, để bạn cũng có thể đưa ra một cái buổi thưởng trà như thế này để mời những người bạn bè của mình. Và cũng như là buổi sáng chúng ta sẽ làm một cái ly trà tinh dầu quế như thế này để uống thanh lọc cơ thể nha. Mình đang mến chúc cho các bạn có được sức khỏe, thân tâm an lạc. Bởi vì khi chúng ta có thân khỏe, tâm an thì vạn sự an. Các bạn nhớ hãy ủng hộ các sản phẩm thực dưỡng từ An Shop Farm nha. Minh An và An Shop Farm vô cùng biết ơn các bạn đó. Như vậy là các bạn vừa theo dõi xong phần hướng dẫn sử dụng cho tinh dầu quế rồi đúng không? Để chúng ta cảm thấy những lợi lạc quá tuyệt vời từ tinh dầu quế đúng không các bạn? Thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ với An Shop Farm để được sở hữu những chai tinh dầu quế đặc biệt này nha. Nhưng mà các bạn ơi, có một điều đặc biệt ở đây mà mình đang phải nhấn mạnh với các bạn, đó là sản phẩm tinh dầu quế của làng Vạn Hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn dược thảo Bồ Công Anh Hòa Lạc, địa chỉ là tại thôn Đông Cao, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Và sản phẩm này không có được rộng rãi phân bổ trên thị trường đâu, mà những người mà được phân phối sản phẩm này là những người có nhân viên vô cùng đặc biệt và cũng là những người thuần chay thì mới có đủ nhân viên để được phân phối và chia sẻ sản phẩm này với mục đích là giúp đỡ cho cộng đồng có được sức khỏe tốt và nâng cao đời sống tinh thần bình an hạnh phúc cho cộng đồng, thì mới được tư vấn và chia sẻ về sản phẩm này. Và An Shop Farm vô cùng hân hạnh khi mà mình được đầy đủ cái nhân viên để có thể chia sẻ đến các bạn sản phẩm của làng chay ở Vạn Hoa ở Hà Nội. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ với An Shop Farm cũng như là đồng hành với An Shop Farm trong nhiều sản phẩm để thực dưỡng khác nhé. Bây giờ thì mình đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.